Xá lợi tử, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy xa địa pháp hoàn toàn không sanh, mà có sắc cho đến thức. Vì sao? Vì pháp hoàn toàn không sanh, sắc cho đến thức, đều không hai phần. Như vậy cho đến khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy xa địa pháp hoàn toàn không sanh, mà có thanh văn độc giác đại thừa. Vì sao? Vì pháp hoàn toàn không sanh, thanh văn, độc giác đại thừa, đều không hai phần. Xá lợi tử, do nhân duyên này nên tôi nói, nếu lìa các pháp hoàn toàn không sanh, thì cũng không có đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, xá lợi tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên gì mà nói, nếu đại Bồ Tát nào nghe thuyết như vậy, mà tâm không chìm đắm, không yêu sầu, sợ hãi, tâm kia cũng không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, thì nên biết đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, không thấy các pháp có ngộ, có dụng, còn quán các pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh trong gương, như bóng dáng, như quáng nắng, như quáng mắt, như việc huyễn hóa, như thành tầm hương, chỉ hiện ra như là có mà không thật. Đại Bồ Tát nghe thuyết bản tánh các pháp đều không, liền vui mừng hớn hở, trong tâm tin tưởng, hỷ lạc sâu xa. Xá lợi tử, do nhân duyên này nên tôi nói, nếu đại Bồ Tát nào nghe thuyết như thế, tâm không chìm đắm, không yêu sầu, sợ hãi, nơi tâm không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, thì nên biết đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ cụ tọa thiện hiện bạch Phật.